Nhiều khách hàng thì hay có câu hỏi thắc mắc là không biết nên mua dòng máy chạy bộ điện đa năng hay là đơn năng, loại sản phẩm nào thì sẽ tốt hơn. Thì sẵn ngày hôm nay Ngọc sẽ review một dòng sản phẩm mới, đó là máy chạy bộ Elite Armstrong bên cạnh Ngọc đây. Và Ngọc sẽ giải đáp luôn thắc mắc đó của khách hàng. Thì bây giờ các bạn hãy theo dõi tiếp video này cùng với Ngọc nhé. Thông thường tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng cũng như là điều kiện kinh tế mà khách hàng có thể lựa chọn là dòng sản phẩm đơn năng hoặc là đa năng. Và nếu như mà mình có nhu cầu sử dụng nhưng mà điều kiện lại không cho phép để sở hữu ngay một dòng sản phẩm máy chạy bộ điện đa năng á, thì các bạn cũng đừng quá lo lắng, vì hiện tại thì bên Elite Sport đang có chính sách hỗ trợ trả góp là 0%. Và khi mà nhìn vô máy chạy bộ điện Elite Armstrong này thì Ngọc liên tưởng liền đến máy chạy bộ điện Elite Ball, vì kiểu dáng và các chi tiết của nó cũng khá là giống nhau. Vậy thì máy chạy bộ điện Elite Armstrong này có gì giống và khác so với lại máy chạy bộ điện Elite Ball? Thì bây giờ các bạn hãy cùng Ngọc tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trước hết thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về kiểu dáng thiết kế của máy chạy bộ điện Elite Armstrong nhé. Thì khi các bạn nhìn vô thì thấy phần thân bên dưới được thiết kế khá giống so với lại máy chạy bộ điện Elite Ball. Thì nhưng mà duy nhất là nó sẽ khác về màu sắc nha các bạn, tại vì Elite Ball sẽ theo tông màu sáng, còn Armstrong thì nó sẽ theo tông màu tối như là màu xám hoặc là màu đen. Và phần thân trên thì được thiết kế khá là ngầu. Và bây giờ các bạn hãy cùng Ngọc là kiểm tra xem tính năng của bạn điều khiển này có cái gì đặc biệt nhé. Vừa nhìn vào bạn điều khiển thì các bạn có thể thấy hai cái nút điều khiển rất là hiện đại, xoay có thể xoay 360 độ, một bên là điều khiển độ dốc và một bên là điều khiển tốc độ. Ở đây có thể hiện cái màn hình LED thể hiện đầy đủ tất cả các thông số. Trong quá trình mình luyện tập thì mình có thể theo dõi là cái độ dốc của mình này, là hiện tại là đang ở độ dốc thứ bao nhiêu này. Rồi bên này là điều khiển tốc độ này, là tốc độ mình đang luyện tập là khoảng từ bao nhiêu km trên giờ đó, thì nó sẽ thể hiện được ở đây này. Tiếp theo là thời gian luyện tập của mình này, rồi nó sẽ có quãng đường này, chương trình mà luyện tập mình lựa chọn này. Và bây giờ thì Ngọc sẽ mở máy để cho các bạn thấy rõ hơn về cái phần bảng điều khiển này nha. Thì bây giờ Ngọc sẽ bấm nút Start cho máy khởi động này. Và bây giờ thì máy đang khởi động rồi đó ha các bạn. Thì bây giờ Ngọc sẽ tăng tốc cho các bạn thấy bằng cái nút điều khiển giống như lúc nãy Ngọc giới thiệu đó. Cái nút mà xoay được 360 này. Bây giờ Ngọc sẽ tăng tốc độ dần dần lên. Để các bạn thấy trên màn hình đó, nó đang tăng tốc lên đến là 3.2 km/h nè. Tức là nó thể hiện rõ luôn. Bình thường thì mình chỉ có thể là 3 km/h hoặc 4 km/h, nhưng mà riêng Armstrong nó sẽ thể hiện là cái thông số rõ ràng phía sau luôn. Thí dụ như là 3.7, 3.8, 3.9 này. Đó, tốc độ đang tăng dần. Và Ngọc sẽ test luôn tới cái vận tốc tối đa của máy Elite Armstrong này luôn các bạn. Đó là đến tốc độ là 18.8 km/h. Wow, thật sự là rất là ấn tượng đúng không các bạn? Và bây giờ thì thêm một tính năng của máy nữa mà đa số là tất cả các dòng máy chạy bộ điện nào cũng có, đó là chức năng kết nối với lại các thiết bị ngoài. Thì ở đây nó khác thêm một cái nữa là có kết nối với lại thẻ nhớ. Và các bạn ở đây thấy cái khe cắm SD là cắm thẻ nhớ này, bên đây bên cạnh là USB. Cái này thì những cái clip review trước những máy chạy bộ khác thì Ngọc cũng đã giới thiệu cho các bạn rồi. Thì bên đây cũng là dây rắc này để kết nối với điện thoại, chúng ta có thể nghe nhạc được. Ở đây các bạn thấy là đây là đặt vị trí iPad này, có thể mình để điện thoại hoặc là máy nghe nhạc. Phần bên dưới là các thông số, ví dụ như là nguyên một dãy số này là có nâng dốc từ 3 đến 12%. Bên đây là thể hiện tốc độ từ 2 đến 11 km/h. Bên dưới thì có nút Start thì các bạn biết rồi, bên đây là Stop. Và các bạn nhìn thấy là đây là phần này là phần tay cầm này. Tay cầm thì có thiết kế cảm biến nhịp tim này. Khi mà đặt tay vô thì các bạn sẽ thấy được cái nhịp tim của mình trên cái bảng điều khiển này. Và cái cuối cùng là cái khóa an toàn. Thì cái khóa an toàn này thì các bạn đeo vô thì nó sẽ đảm bảo an toàn cho các bạn khi trong quá trình tập luyện. Đây thì ở đây đã có sẵn cái dây rắc cắm để kết nối rồi, thì Ngọc sẽ cắm vô điện thoại của mình này. Mình mở thử một bản mashup đi. Thank you.
có thể tăng hoặc là giảm âm lượng bằng hai nút này ở trên cái bảng điều khiển này luôn nha. Ví dụ như là mình thích bấm lớn lên đó thì mình sẽ bấm vào bên này nè. Như thời gian trôi qua em mà đã xóa bao kỷ niệm đôi ta, mà giờ sao nơi đây anh thấy em. Các bạn nghe thấy như thế nào? Âm thanh nghe rất là trong đúng không? Rất là êm ái luôn. Thì ra thời gian chỉ che lấp đi thôi, chẳng xóa được gì. Anh buồn khi gặp em phải như xa lạ. Câu hỏi em khỏe không cũng đâu dám nói. Vì người ok, giờ thì Ngọc sẽ mở nhỏ lại ha. Thì nãy giờ là Ngọc quên chỉ cho các bạn một chi tiết cũng khá là ấn tượng bởi cái dòng máy này và cũng rất là tiện lợi khi mà mình tập luyện, đó là cái khay hai bên này. Các bạn nhìn vô các bạn sẽ thấy cái khay này thì mình có thể là đựng điện thoại nè, hoặc là đựng nước uống gì đó. Và vừa rồi thì các bạn đã cùng Ngọc kiểm tra các tính năng của bảng điều khiển này, thì cũng như là cái vận tốc lúc nãy Ngọc có test là lên tới 18.8 km/h. Và theo như Ngọc được biết á, thì động cơ của Elite Armstrong đang sở hữu là 4.0 HP. Và theo như Ngọc đánh giá thì đây là một dòng sản phẩm xứng đáng để cho khách hàng lựa chọn. Và một điều đặc biệt nữa mà Ngọc biết là các bạn cũng khá là quan tâm, đó chính là phần thảm chạy. Theo như Ngọc được biết á, thì phần thảm chạy kể cả những dòng máy chạy bộ điện đời cũ hoặc là đời mới thì đều được cấu tạo là 5 lớp và có khả năng là bám sàn tốt. Và kích thước thảm thì nó cũng tùy thuộc vào những dòng máy khác nhau thì nó sẽ có kích thước khác nhau. Thì cái điều này thì các bạn cũng nên lưu ý là khi mình lựa chọn cái sản phẩm máy chạy bộ cho nó phù hợp. Với máy chạy bộ điện Elite Armstrong này á, thì có kích thước thảm là 520 nhân với lại 1340mm. Và theo như Ngọc đánh giá thì đây là một kích thước khá là tương đối lớn, phù hợp cho khi mà mình luyện tập, mình có thể sải bước chân dài, rộng và thoải mái hơn khi tập luyện. Nói về máy chạy bộ điện đa năng thì chắc chắn là chúng ta không thể nào bỏ qua được các tính năng của máy, giống như là máy rung massage này, hay là khung sườn tập bụng hoặc là bả tay. Thì bây giờ Ngọc sẽ test thử cho các bạn là cái máy rung massage nó hoạt động như thế nào. Thì Ngọc sẽ cắm điện. Về phần cấu tạo thì nó cũng không khác gì những cái dòng máy chạy bộ điện khác, mà những cái video trước mà Ngọc đã review cho các bạn rồi thì cũng là một dây đai rung massage. Đai này chúng ta có thể điều khiển được cái độ mà gọi là tăng hoặc là giảm để cho phù hợp với lại chiều cao cũng như là kích thước của cơ thể đó. Thì ở đây cũng có nút điều khiển nè, khi mà các bạn bấm thì nó sẽ có chức năng là rung. Ở đây thì cũng khá sử dụng thôi, nút điều khiển thì nó cũng chỉ có on với off thôi. Đó, các bạn có thể tắt hoặc là mở dễ dàng. Rồi cái phần khung gập bụng á, thì những cái dòng sản phẩm mà trên 10 triệu á, cũng giống như là Armstrong này thì nó cũng khá là chắc chắn này các bạn. Nó cũng được sơn một lớp sơn tĩnh điện. Thì khi mà luyện tập thì mình cũng khá là an toàn và nó có tải trọng khá là cao, lên tới 100kg. Rồi tiếp theo là phần tạ tay. Về phần tạ tay thì nó cũng rất là đa năng, hỗ trợ cho mình tập luyện các bài tập về cơ tay nè. Thì khi các bạn đi bộ và chạy bộ thì mình cũng có thể sử dụng tạ tay này, hoặc là trong lúc mà mình tập luyện các bài tập nâng cao khác như là gập bụng thì mình cũng có thể sử dụng tạ này nhé. Và vừa rồi thì Ngọc đã giới thiệu gần như là đầy đủ các chi tiết về máy chạy bộ điện Elite Armstrong rồi. Thì bây giờ các bạn hãy cùng Ngọc điểm lại những phần đặc biệt chính của máy này nhé. Thì đầu tiên là máy có công suất mạnh mẽ lên tới 4.0, vận tốc tối đa là 18.8 km/h. Kích thước thảm chạy thì khá là rộng và lớn. Về phần bảng điều khiển thì có nhiều tính năng thông minh này, và đặc biệt là máy cũng có khả năng gấp gọn được. Thì theo như Ngọc đánh giá thì đây sẽ là một sản phẩm rất xứng đáng có mặt tại gia đình của mỗi chúng ta. Và nếu như mà các bạn yêu thích máy chạy bộ điện Elite Armstrong này thì còn chần chờ gì nữa, hãy liên hệ số điện thoại tổng đài 1800 6854 hoặc truy cập vào website elitesport.vn để được tư vấn và hỗ trợ. Và đừng quên, nếu như mà các bạn còn thắc mắc về sản phẩm thì hãy để lại comment bên dưới và đăng ký kênh Elite Sport để theo dõi thêm nhiều video nữa nhé. Còn bây giờ thì Ngọc xin chào và hẹn gặp lại.